Chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số lưu ý kỹ thuật làm bông cam sành bằng biện pháp là đậy màng phủ. Hiện tại cái vườn này là làm bông đang thực hiện theo cái biện pháp là đậy màng phủ nha các bạn. Và cái vườn này là đã đậy được khoảng là 62 ngày. Cây nó đang trong tình trạng là nó cũng đã thấm thuốc và nó tạo mầm là cũng ổn rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái biện pháp đậy màng phủ á, thì thông thường cái kỹ thuật của mình á, thì mình sẽ cho đậy từ cái lúc đậy tới giỏ là thông thường thì nó nằm dao động trong khoảng là từ 60 đến 75 ngày. Thì trước đậy thì cũng như xịt lan thì mình sẽ tiến hành gãy hàng lân với kali và dọn cỏ sạch cái clip. Sau khi tưới tan khoảng 7 đến 10 ngày thì mình tùy theo loại lân thì mình tưới tan rồi thì mình sẽ tiến hành đậy màng phủ và xịt cử đầu tiên. Cái biện pháp đậy màng phủ này thì thông thường mình sẽ cho xịt khoảng từ 4 đến 5 cử tùy theo tình hình. Nếu mà trời nắng tốt thì mình sẽ cho xịt 4 cử, mà còn mưa dầm như thời điểm mưa như hiện tại nè, mưa liên tục á, mình sẽ cho xịt hỗ trợ thêm là 5 cử cho nó chắc ăn nha. Là cây cam này là xịt được 5 cử nè, các bạn có thể thấy nè, nó cái phần lá nó xanh đen nha. Đó, cái phần thuốc nó còn dính trắng trắng trên đây nè, trắng trắng trên lá đó, các bạn có thể thấy đó. Và cái phần tàn nhện, cái tàn nhện các bạn có thể thấy nè ha, là nó vẫn ổn nha, nó không có bị chết tàn nhện nha. Nè, còn biểu hiện clip này để mình thấy clip cho các bạn coi. À, nó khô gan luôn nha. Đó, khô nứt luôn á. Cái này thì nó bị thấm nước. Nè, đó, đậy màng phủ quá, các bạn thấy không? Cái clip cái khô gan gì nó mới đạt hiệu quả nha. Mình cắm lại thì mình giữ cho cái gió nó không tóc á. Nè, clip nó khô gan nè, các bạn có thể thấy ha. Cái đậy màng phủ thì mình sẽ xịt thuốc thì nó nhẹ hơn là so với mình xịt lan. Nhưng với một điều kiện á, là các bạn phải quản lý nước làm sao cho nước nó không bị ngập. Đó, các bạn có thể thấy này ha, ở trên phần đọt đó. Đó, cái này là 62 ngày rồi nha, và đọt nó không có bị xì vậy trơn, là do mình xịt thuốc hiệu quả đồng thời kết hợp với là mình xiết nước. Xiết nước nó rất quan trọng nha các bạn. Đối với mình cái kỹ thuật đậy màng phủ này thì xiết nước là nó chiếm tỷ lệ thành công là trên 50% á. Tại vì cái đậy màng phủ thì mình xịt thuốc với cái liều nó nhẹ hơn là so với là xịt lan. Nếu mà mình không xiết nước hiệu quả mà cái bầu rễ nó bị ngập nước thì nó sẽ đi đọt, mà nó đi đọt nếu mình chặn không lại hoặc chặn mạnh quá thì nó si cây, còn chặn không lại thì nó sẽ tạo mầm không có được. Cây này là 62 ngày rồi, 62 ngày sau đậy. Nhưng mà hiện tại cái thời điểm nó mưa quá chừng nè, cho nên mình không có dám cho dở sớm. Đợi chừng nào mà nó ổn định lại đi, nó nắng tốt rồi đi thì mình sẽ tiến hành cho dở. Và thông thường để dở màng phủ, xác định cái thời điểm dở màng phủ nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Mình có thể xem cái biểu hiện ở trên đọt này nè. Đó, các bạn thấy nè, ở trên đọt này thì nó lá nó đã cứng nha, này nó hơi chói vậy ta. Đó, các bạn có thể thấy nè, lá nó xanh và đậm cứng luôn ha. Đồng thời kết hợp với mình sẽ xem mầm. Xem mầm, nếu mà cái cây cái mầm nó u cao á thì mình dở nó sẽ đó, các bạn có thể thấy không, cái mầm nó u bự lên đó. Thì mình dở thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Quan trọng nhất là xem mầm á. Nè, như đây cũng đây. Đó, các bạn có thể thấy này ha. Đó, cái này nó đã xì rồi nè, nó xì bông rồi nè. Nè, cái này nó cũng xì rồi nè. Đó, vậy là cũng hợp lý rồi ha. Tại vì đậy màng phủ thì theo mình á, thì đừng nên có dở sớm. Dở sớm quá mà cây nó chưa tạo mầm được á, thì mình dở ra nó ưu tiên đi đọt hơn, để cho mầm nó tới mầm đi, nó xì lai dai trong vườn đi. Cái mình dở màng phủ ra cái bắt đầu nó phật ra liền.
đứng quay cho các bạn coi nè. Đó. Đây phòng cũ thế nào ha. Đây. Cái tàn nhà xịt vẫn còn khỏe nha, không bị rớt lá nhiều nha. Đó, các bạn thấy nước dưới mương nè. Mình luôn giữ cạn nha. Đậy màng phủ là phải có một cái máy bơm nước ạ. Để mưa mà mình bơm không kịp một cái là tiêu luôn á. Đây đây. Nè. Đó, các bạn thấy có bông rồi ha. Đó, mầm mầm nó đã ra đó. Cái này nữa nè. Đó. Thì đậy màng phủ khi mà mầm nó nhú ra vậy đó, rồi mình tiến hành dở thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nè các bạn thấy ở đây cũng có một cái mầm nữa nè. Đó, đó, cái nụ bông đó các bạn thấy không? Trên đây nữa. Đó. Thì thông thường khoảng từ 60 tới 65 ngày khi cây nó có biểu hiện cái đọt ở trên đây nè. Nó già rồi hết trơn á. Và đồng thời nó nhú cái mầm bông như vậy nè. Các bạn đi thăm vườn đi coi kỹ cho. Đó, nhú 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 cái mầm như vậy nè. Đó thì đó là cái thời điểm mà mình chuẩn bị dỡ màng phủ hợp lý nhất. Thì trước khi dỡ màng phủ thì mình cũng sẽ cho tiến hành là phun một cữ phá lá. Là tức là giúp cho cái lá nó rụng á, nó đánh thức cái mầm ngủ á. Tức là hiện tại mình xịt tọa mầm thì cây nó đã có mầm rồi, nhưng mà cái mầm đó nó đang ở trạng thái ngủ. Nếu gặp một cái điều kiện gì bên ngoài xúc tác vô á thì cái mầm đó nó sẽ chuyển, nó phát triển và nó ra gọi là thức mầm đó, đánh thức mầm ngủ đó. Đó. Còn cái mầm thì mình đã tạo rồi nhưng mà nó đang ở thời điểm miên trạng thôi, tức là cái mầm nó ngủ, gặp một điều kiện thích hợp nào đó thì nó sẽ ra. Ví dụ như cái hạt lúa, hạt cỏ gì đi, nếu mình để khô á, thì nó sẽ nằm đó hoài, và mình ngâm nước khoảng 2-3 ngày cái mình đem ra mình ủ á, thì nó sẽ nảy mầm. Và cái mầm bông của cây cam này nó cũng vậy, sau thời gian xiết nước á, thì mình để khô đó, nè các bạn có thể thấy nè, đó là mầm bông đó. Thì sau thời gian xiết nước á, thì mình để khô rồi, nó đang trạng thái ngủ, cần một cái gì đó xúc tác vô để giúp cho nó ra đều gọng lọt. Đó là cái biện pháp phá lá. Sau khi mà phá lá, phun rụng lá khoảng 7 ngày, 5 ngày chứ, khoảng 5 ngày thì mình tiến hành dỡ màng phủ. Và ở ngày thứ 7 thì mình sẽ tiến hành xử lý thuốc bệnh để giúp cho cái bộ rễ nó thức lại, và sẽ mình tiến hành đi phân thuốc giúp cho bông nó ra đều và đồng lọt. Và ở thời điểm đó thì mình sẽ tiến hành cập nhật cho các bạn xem về cái kỹ thuật mà mình đang thực hiện. Đó, đó là một số cái chia sẻ của mình về cái kỹ thuật làm bông đậy màng phủ. Nếu các bạn nào mà không hiểu hoặc muốn tìm hiểu thì có thể trao đổi cùng mình, trao đổi cùng nhà phát triển. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.